Đi rừng các bạn sợ nhất là cái gì không? Nhất là con rết hay con rắn này. Không biết con rắn này ngủ kiểu gì chui đầu vào đây. Trên thật cay rồi. Nó đang ngủ nha. Đây là bạn mình nhá. Mình gần rừng với mọi người ạ. Rừng thì ở trên, còn bạn mình ở dưới đi có 200-300 mét gì đó thì đến rừng rồi nhá. Đây. Đây mình đến rừng rồi. Ôi. Đây là một cái dấu chân nhá. Đây. Cho mọi người nhìn. Dấu chân đá trên đá. Đây. Chiếc cái to lắm nhưng mà cho người dân ấy họ đi lùi luồn cây để mình đi làm nhái xong rồi. Giờ nó mòn đi một phần rồi. Còn phần bé đây thôi. Giáo trơn nghe người ta kể là ông xét ấy. Vì đến đây chắc là người ta chỉ đồn như thế thôi, còn đây là có sán rồi. Đây có sán từ trước rồi. Mời mọi người ăn quả cùng mình nhá. Đây. Rất là nhiều. Chín rồi, đến mùa rồi. Các quả của nhà mình đây. Đang lấy quả nhá, đi sấy. Đây. Quả đây. Hello, chào buổi tối nhá. Mình chiều từ trên kia xuống nữa. Đau chưa? Đây. Đây kìa. Mình đưa các bạn đi xem. Các bạn đấy đây. Đấy, một con này. Đấy, một con này. Đấy, nhiều con á. Nhưng mà mình xuống đây cũng thấy hết rồi. Xuống đây không phải đi đâu hết rồi. Con này, một con xanh xanh, một con đen đen đây. Mấy như thế này nó mới có mấy con ếch cơ. Cái nước thì trên cao xuống kìa. Đấy, mình trên cành nhá. Đi rừng các bạn sợ nhất là cái gì không? Nhất là con rết hay con rắn này. Không biết con rắn này ngủ kiểu gì chui đầu vào đây. Trên thật cay rồi. Đây. Khổ của mình đây mọi người. Được ít thôi. Được 2-3 con ếch, 2-3 con cua thôi. Đủ một bữa. Đi gặp đền đấy. Mệt lắm. Mà win đây là từ quả mình nhé.
công gia đình mình nhá. Em mình làm được rồi. Đấy, ăn như thế này thôi. Bữa tối của gia đình như thế này thôi mọi người ạ.